Trích đoạn kinh Chun Lá Sihana đó. Và này chư tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo đã đoạn tận, đã đoạn trừ vô minh, đã làm cho minh sanh khởi, vì ấy do vô minh được đoạn trừ, do minh sanh khởi nên không chấp thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới cấm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ, nhờ không chấp thủ nên không tháo động, nhờ không tháo động nên tự thân chứng được niết bàn, vì ấy tuệ truy sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Có từ ngã luận thủ tháo động nghĩa là gì? Gì chờ sư một chút, sư mở cái phần ghi chép lên. Thứ nhất là cái ngã luận thủ, ngã luận thủ tiếng Anh đó là attawa dupa, atta wa dupadana. Thì nó là nó ghép từ những cái từ là attá, 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 attá có nghĩa là cái ngã ha, ngã hoặc là tôi đó, tôi đó. Còn cái quà đá đó, quà đá có nghĩa là cái lời nói hoặc là cái luận thuyết. Còn cái upa upa đà nó thì nó là cái sự dính mắc, sự bám chấp. Đấy. Rồi hoặc là nó còn có nghĩa là cái nhiên liệu dính mắc, sự bám chấp thì quý vị biết rồi. Nhiên liệu ở đây đó, trong cái trường hợp này chúng ta nên hiểu là cái nhiên liệu để mà chúng sanh tiếp tục đi trong cái dòng sanh tử luân hồi. Do đó đó, các nhà dịch là ngã luận thủ là vậy đó. Ngã là từ cái ngã này, tôi nè. Luận là từ cái hoa đá là lời nói nè, hoặc là cái luận luận thuyết, luận thuyết đấy. Thủ là sự dính mắc đấy, sự bám chấp đấy, là từ cái từ upadana. Có nghĩa là cái này là sao, có nghĩa là cái sự sự bám chấp vào luận thuyết tự ngã, hoặc là chúng ta gọi bây giờ là cái linh hồn ấy đấy, mà làm nhiên liệu cho luân hồi hoặc là sự tái sanh đấy, thì nó là cái ngã luận thủ ha. Rồi còn cái tháo động ấy, cái từ của nó là Paritassati. Paritassati thì cái này nó có nghĩa cái bản ngày tịnh sự thì ngày 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 dịch đó là cái sự buồn rầu nè, lo lắng, lo lắng rồi sự mong mỏi, khó chịu. Cái này danh từ nha, danh từ nha. Sự rồi hoặc là cái
hoặc nó còn có nghĩa hoặc là chúng ta có cách nói khác, ví dụ như là cái sự là run rẩy nè, run rẩy ha, cái sự run rẩy ha, hoặc là hoảng hốt ha, hốt ha, sợ hãi ha, đấy, rồi cái phiền muộn đấy, phiền muộn buồn bực ấy, ha. Do nó có nhiều nghĩa như vậy đó, nó có nhiều nghĩa như vậy đó, cho nên là các ngài dùng một cái từ là tháo động,